hai con này giống nhau mà. Con này con kia màu đều giống nhau. Thử xem nó hai con đặt cạnh nhau xem như thế nào. Nó cũng nhẹ thôi các bạn ạ, rất là nhẹ. Đây rất là nhẹ luôn. Màu nó hệt nhau thật. Màu mới trông nó cũng khác đấy. Wow, đẹp quá. Xin chào tất cả mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Như đã nói ở các video lần trước thì mình sẽ đi tìm và quay con CBR150R một số màu sắc khác. Bởi vì hôm trước mình có đi chạy thử đấy thì chỉ có màu đen thôi. Hôm nay mình sẽ đi tìm cái màu giống như màu con Winix của mình này, là màu HRC. Mình đặc biệt rất thích màu này. Hy vọng là mình sẽ tìm được cái màu đấy hôm nay. Mọi người hãy đi cùng mình nhá. Mình đến nơi đây. Ở đây là Honda Doanh Thu 3 ở chỗ 120 đường Võ Chí Công nha các bạn. Ồ, nhân vật chính của chúng ta đây rồi, anh em thấy chưa? Wow, đẹp thật sự luôn, đúng màu mình đang cần tìm luôn. Ôi mà họ đang để xe này hình như là cho chạy thử anh em ạ. Wow, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Mình thích nhất là cái phần đầu này. Phần đầu này rất là gấu. Đó, phục upside down vàng. Đẹp không nói nên lời luôn các bạn. Các bạn phải đến tận nơi coi này mới biết được. Ô, con này thì được trang bị lốp trước là 180-17 và lốp sau là 130-70-17. Nó nhỏ hơn về lốp sau so với con R15 V3. R15 V3 thì được trang bị lốp sau là 140, lốp trước cũng là 100. Mình thấy cái xi nhan này nó thiết kế cũng ok mà sao mọi người lại chê xấu nhỉ? Mình thấy nó không hề thừa bởi vì nó không bị rộng quá so với tay lái ấy. Nhìn ngang thì cực kỳ đầy đặn luôn, không có cảm giác hơi gầy gầy ốm ốm như đời cũ các bạn. Mình thấy kiểu như này là cực kỳ hợp lý, đúng là như con CBR250 rồi. Ok, bây giờ thử lôi hai con xe ra đứng gần nhau xem như thế nào nhé, để mình để con Winix của mình thắng vào đã. Vừa đi làm về cho nên có ít đồ các bạn. Hai con này giống nhau mà. Con này con kia màu đều giống nhau mà. Thử xem nó hai con đặt cạnh nhau xem như thế nào. Thật đấy. Nó cũng nhẹ thôi các bạn ạ, rất là nhẹ. Rất là nhẹ luôn. Cái này nó không có chân trống giữa. Màu nó hệt nhau thật. Màu mới trông nó cũng khác đấy. Wow, đẹp quá. Để hai con cạnh nhau cảm giác như hai anh em sinh đôi. Cái đuôi của nó kìa, nhìn gì cũng tương đối. Nhưng mà con CBR này nó không có tay dắt sau nhá. Mọi người dắt thì phải dùng cái dây ở trên này. Đó, dáng của nó rất là to và bè ra. Nó là dáng sport này, nó che hết máy lại. Có một điểm rất hay con CBR này đấy là khi bật chìa khóa lên cái thì nó đã sáng đèn rồi. Cả đèn đèn mi và đèn cốt luôn. Đó, cái đèn nó cảm giác như khuôn mặt ở đằng trước vậy, rất là đẹp. Giá như Winner đấy tiếp theo mà làm được như này thì mình rất là kết luôn đấy. Mình đang chờ con Winner đấy tiếp theo. Cùng là một bộ tem tương tự nhau mà. Anh em thấy nào. Một con là Underborn, còn một con là dáng Sport. Sport City nha các bạn. Hôm trước mình có xem thì cái thông số giữa sau con này là 45 và sên là sên DID, rất là ngon hơn là con Winix nhiều. Con này nó làm rất là trống này. Tôi đi anh ơi. Hai con này bằng nhau à? Màu sơn này ngay cả chiều cao yên cũng ngang nhau sao nhỉ? Yên cũng bằng nhau. 805 độ cao yên. Con này thấp hơn. Con này là 795. Con này thấp hơn một chút. Vâng. Bên Honda Doanh Thu 3, 120 đường Võ Chí Công, Hà Nội thì đang cho chạy thử cái con CBR150 này, đặc biệt là bản HRC này. Cho nên là anh em nào đang muốn trải nghiệm hoặc là tham khảo trước khi mua thì cứ sang đây nhá. Mình thấy mấy anh nhân viên đây rất là nhiệt tình. Gương này không chính nhỉ? Gương này có chính được không anh? Dạ. Gương này có chính không? Gương này anh quay vào trong được.
À, ý là chính ra để nhìn đấy, đây không nhìn thấy. Không nhìn thấy, anh có bạn gì? À, hơi chắc, hơi chắc. Bán mau này đẹp thật đấy. Con này, tương lai chắc là có đây. Nhìn con này chết quá, đẹp thật đấy. Nó đi mấy cái từ chính này. Đây, để đồng hồ xăng nhá. Cái gác chân nó để thoải mái, nó hơi cao hơn hết một tí. Đây này, mình tiếp tục trải nghiệm con HRC này. Ở chỗ này nó hơi bị cao hơi ghê, chưa đi lần nào. Ok quá. Đi được một đoạn mới biết là đồng hồ đo tiêu thụ nhiên liệu và đo vận tốc nó không hoạt động các bạn ạ. Nó chỉ hiển thị số 0 thôi. Cho nên là đi dựa vào vòng tua máy thôi. Cảm nhận ở vòng tua máy, không biết là vận tốc lúc đấy nó đang là bao nhiêu. Của số 4 là bốc lắm. Cảm giác kẹp chân ở giữa thích hợp. Ở lần thứ hai được trải nghiệm CBR150R trên đường phố thì mình có những cái cảm nhận như thế này. Vẫn là những cái cảm giác như là lần đầu tiên mình cầm cương nó vậy. Ở số 1 và số 2 thì mình cảm giác như là nó rất là êm. Mình cảm giác nó còn không bị bốc lên, giật lên như là xe tay ga luôn ấy. Nó gần giống như xe tay ga vậy. Số 1 và số 2 ấy, không hề rung máy một chút nào cả. Mình đã thử đi số 1 đến khoảng gần 5.000 vòng một phút thì mình không hề thấy cái máy hay là gác chân rung lên một chút nào. Cái điều này mình nghĩ là Honda đã tinh chỉnh lại để cho người sử dụng có cảm giác thoải mái hơn khi di chuyển trong thành phố. Mình thấy một điều này cũng phù hợp thôi bởi vì đây là một chiếc Sport City mà. Cũng một phần là do trọng lượng của xe nó nặng hơn so với chiếc xe mình di chuyển hàng ngày, cho nên là mình cảm nhận thấy sự khác biệt ngay. Tiếp theo là ở cái giải vận tốc cao hơn một chút. Ở cái giải vận tốc và vòng tua ở giữa, cỡ vận tốc là khoảng 50-60 và vòng tua là khoảng 5-6.000, thì mình thấy cảm giác nó cũng tương tự như là Winner thôi, nó không bốc hơn đâu. Mình đang chở một người đằng sau cho nên là cảm giác này nó càng rõ ràng hơn. Rất tiếc là ở cái khoảng vận tốc cao cũng như là vòng tua lớn thì mình không thể test cũng như là thử cái xe này ở trong phố được. Mình chưa có điều kiện để thử. Hy vọng là trong tương lai gần mình sẽ có xe để mà thử ở những nơi vắng vẻ hơn. Có một vài đoạn mình cũng cố thử con CBR này với số 4 và số 5. Với vòng tua rơi vào khoảng 6.000 vòng một phút. Tốc độ cũng chưa cao lắm, chắc là chưa quá 70 cây một giờ đâu. Thì với một người ngồi sau thì mình thấy nó cũng tương đối là bốc ở cái giải vòng tua cao đấy. Mình nghĩ là Honda sẽ tinh chỉnh một cách phù hợp với đi lại trong phố với tốc độ thấp, và ở vòng tua máy cao thì nó cũng đáp ứng được cho các bạn. Truyền thống của xe Honda thì trước giờ vẫn là thế mà. Ngày xưa thì con CBR150 đời đầu thì nó có đến tận 19 mã lực cơ các bạn. Nhưng mà cái con đó thì lại cực kỳ yếu ở cái giải vận tốc đầu và cực mạnh ở cái nước hậu. Thế nhưng mà từ khi Honda làm ra cái động cơ mới này từ con CBR150R V2 ấy, đến cái con này là đời thứ 3 này, thì hai con đấy thì máy nó không thay đổi nhiều. Honda đã trải đều ra sức mạnh ở các giải vận tốc khác nhau. Nó không quá yếu ở cái giải vận tốc đầu và cũng không gọi là cực mạnh ở cái giải nước hậu nữa. Thế nhưng mà mình thấy là nó sẽ rất phù hợp cho cái điều kiện cả đường phố và đường đi tour kết hợp. Khối động cơ 150cc DOHC này của Honda chỉ có khoảng 17 mã lực thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó thừa sức để đáp ứng cho các bạn đi lại hàng ngày cũng như là đi tour đi phượt. Cuối cùng, chốt lại cảm nhận của mình về chiếc xe này. Cảm giác lái của nó mình thấy rất là tuyệt vời.
Một chiếc xe có ngoại hình rất đẹp, rất rất đẹp. Đặc biệt là có màu tem mình yêu thích nữa. Màu tem HRC này, mình là rất hợp màu đỏ. Một chiếc xe có chiều cao yên, cực kỳ phù hợp đối với đa số các thanh niên Việt Nam hiện nay. Các anh em xem kênh của mình thì cũng hỏi nhiều về chiều cao yên. Nó chỉ cao hơn con Winx và Exciter 155 một chút thôi. Nó thấp hơn nhiều so với con R15 V3 và cả R15 V4 sau này sẽ về nữa. Chỉ là khoảng 800mm. Tay lái cao, tay lái sẽ cao hơn R15 V3. Nên cái tư thế ngồi sẽ thoải mái hơn khi đi trong phố. Có nhiều anh em chê bởi vì nó không mang lại được cái cảm giác lái thể thao. Thế nhưng mà mình thấy thì tính thực dụng của nó sẽ hơn con R15 V3 và cả R15 V4 sau này nữa. Góc lái của nó thì cũng rộng so với các con xe khác trong cái phân khúc này. Đồng hồ có nhiều anh em khen đẹp này. Dàn chân thì rất rất êm, mình vẫn thấy nó cực kỳ êm và nó không bị nảy khi mình đi qua gờ giảm sốc hay là những cái ví dụ cái nắp cống đấy mình vừa đi qua ấy, không hề bị. Tiếp theo là về cái các cái công nghệ của nó thì mình thấy cũng đầy đủ ấy chứ. Ngoài cái việc là nó thiếu cái tắt mở động cơ khẩn cấp và cái quick ship so với R15 V4 thôi. Còn nếu so công nghệ với R15 V3 thì nó vẫn hơn. Nó cũng có nồi chống trượt, có tay côn và số rất nhẹ. Và những cái trải nghiệm lái hàng ngày mình thấy nó rất là vui vẻ và thoải mái rồi. Cho nên là mình không yêu cầu gì hơn nữa. Nếu sau này con R15 V4 về, nếu có cơ hội thì mình sẽ thử trải nghiệm thêm con đấy xem như nào. Mình chưa trải nghiệm cho nên mình không dám so sánh nhiều cái trải nghiệm của con này với những con của Yamaha. Mình quên chưa nói đến là một cái lợi thế nữa của con CBR này so với những con xe khác trong phân khúc này ở Việt Nam, đấy là việc thay thế, sửa chữa cũng như là phụ tùng cho xe cũng rất là dễ tìm và lại còn rẻ nữa. Xe Honda ở Việt Nam thì cũng luôn luôn được mọi người nghĩ đến là một những chiếc xe bền và lành tính, cũng ít có dính phốt nữa, nên là cũng nhiều người lựa chọn. Mình nghĩ là nếu mà để phụ huynh chọn xe cho con em mình ấy, ví dụ những bạn trẻ vừa mới lên học chẳng hạn, sự lựa chọn giữa ba chiếc xe là CBR 150R và R15 V4 sau này thêm con GSX 150 nữa, thì mình nghĩ là đa số là sẽ chọn con CBR này. Video mình cũng chuẩn bị kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video và rất mong được các bạn ủng hộ nhiều hơn trong tương lai. Anh em nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp gì cũng như là yêu cầu mình đánh giá trải nghiệm gì hơn trong tương lai thì cứ comment dưới để cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Con này giờ chỗ mình đang bao nhiêu anh? Con này bọn em đang bán là 38.500.000. Đây này còn được hỗ trợ 5 triệu đúng không? Đúng rồi, con này được hỗ trợ 5 triệu nữa. Sau khi mua xe có đăng ký rồi còn nhận lại 5 triệu. Rồi, cảm ơn anh nhé. Vâng.